Chào mừng quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Anh Quốc Thái nè, có một cái luật bất thành văn, đó là những bộ phim nhựa của Việt Nam thì thường được sản xuất và được chiếu vào dịp Tết, và lúc đó là thu hút rất là nhiều người, người ta dành thời gian đến xem. Tuy nhiên dạo gần đây thì cái thông lệ này có vẻ là đã bị phá bỏ thì phải. Đúng rồi, và những bộ phim chiếu gần đây á, không phải chờ đến dịp lễ hay dịp Tết, mà chiếu bất kỳ giờ giấc như thế nào nhưng mà khán giả vẫn ùn ùn tới xem. Nói như thế là em biết phim nào rồi đó. Có phải là anh muốn ám chỉ đến bộ phim Scandal, Bí mật thảm đỏ phải không? Đúng rồi. Mà nếu như mà Ngọc Diệm đoán đúng thì quả thật như vậy. Cái bộ phim này nó làm cho những nhà chiếu phim, những rạp phim á, cứ một tiếng là lại có một suất chiếu. Và đó chính là một tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam đúng không nào? Hôm nay thì mình sẽ có một cái điều đáng mừng hơn nữa dành cho những khán giả đang theo dõi chương trình Thành phố hôm nay, và đặc biệt là dành riêng cho anh Quốc Thái, bởi vì Ngọc Diễm đã mời được diễn viên chính của bộ phim, diễn viên Vân Trang đến tham dự của chúng ta trong buổi nói chuyện hôm ngày hôm nay. Chào Vân Trang, rất vui gặp lại em. Chào anh Quốc Thái, chào Ngọc Diễm cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Đầu tiên thì rất là cảm ơn Vân Trang đã nhận lời mời đến tham dự chương trình Thành phố hôm nay, và cũng xin được chúc mừng cho Vân Trang bởi vì sự thành công của vai diễn Ý Linh trong bộ phim Scandal. Vân Trang vẫn còn đang hồi hộp chờ đợi hiệu ứng của khán giả nữa, thì chắc là cũng khoảng tầm một tháng nữa thì mới biết được là có thành công hay là không. Anh Quốc Thái thì có theo dõi những bài báo cũng như các trang mạng thì mọi người rất là ủng hộ. Và Trang biết không, Trang cũng từng tâm sự với anh Quốc Thái rằng là Trang thích những cái vai diễn khi mà mình phải dấn thân, mình phải đi thực tế cũng như là tìm chất liệu từ cuộc sống, chứ không thích những vai diễn mà đi từ những kịch bản mình chỉ xem qua mà mình có thể diễn. Cái này là em tâm sự với anh lâu lắm rồi. Thì đúng là cái bộ phim Scandal này là một giống như là mình ước gì được nấy đó. Thì thật sự là với vai diễn Ý Linh này có quá nhiều cái cảnh mà Vân Trang phải đi tham khảo rất là nhiều nơi. Ví dụ như cái cảnh mà mình bị bùa ngải, mình bị ếm, thì không biết là khi mà gỡ bùa thì con người đó sẽ như thế nào. Cho nên là trước khi quay là em ngồi ở trên mạng, em lên mạng online trên mạng và xem cái cách người ta gỡ bùa như thế nào. Mình xem những đoạn video clip thì cũng học hỏi được rất là nhiều. Ngọc Diễm thấy chỉ nhìn là Vân Trang diễn vai Ý Linh thôi mà cảm thấy rất là mệt rồi, bởi vì thực sự đây là một vai diễn rất là khó. Vậy cái vai diễn này có lấy của Vân Trang nhiều sự tập trung và sức lực không? Thật sự là khi lần đầu tiên em nhận kịch bản vai diễn, lên casting, rồi sau đó là được giao vai, thì tới khi mà mình cầm kịch bản xong rồi mình vẫn chưa tưởng tượng được là mình đã được nhận cái vai diễn này. Và tới lúc đó thì cái sự hồi hộp nó lại còn gấp đôi khi mà mình đi cast nữa. Là tại vì bây giờ chết rồi, mình phải diễn một cái vai chính trong một bộ phim điện ảnh mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ làm như vậy hết. Nhân vật này chiếm hết 80% thời lượng của phim, cho nên nếu như mà mình có một cái vấn đề gì đó mà trục trặc một chút xíu thôi trong mỗi cảnh là coi như là mình tiêu luôn. Và khi mà đóng phim thì có một cái cảnh như mọi người xem, mọi người cũng thấy là rất là mệt, khi mà Vân Trang bị trong cái giấc mơ và mình bị đè, bị một bà thầy bùa đè lên người của mình, thì lúc đó người diễn phải gồng căng cứng lên mà cố thoát ra cái chỗ đó. Diễn chân nhớ là diễn cảnh đó là cũng khoảng từ 11 giờ đêm cho tới 5-6 giờ sáng. Mà cái ngày hôm đó là sau, trước đó là có mấy ngày là thức trắng đêm luôn, là tại vì cũng quay những cái phân đoạn khác. Tới ngày hôm đó là mình vừa bị đuối mà vừa phải bị gồng như vậy nữa, cho nên là diễn cỡ khoảng 2 test xong rồi là coi như là em xanh lè xanh lét, mà mặt mày mà kêu là cắt rồi, đạo diễn kêu cắt rồi mà cứ tay cứ như vậy không, cứ bị gồng lại, chịu không nổi trốn ra một góc rồi ngồi khóc. Quốc Thái cũng hiểu, bởi vì khi mà mình diễn những cái cảnh mà sợ sệt hay hoảng loạn á, thì bản thân mình rất là mệt, mà khi mà diễn xong á, Vân Trang đồng ý Quốc Thái là toàn bộ cái bề mặt của mình nó tê hết. Dạ đúng rồi, mà giống như em cảm giác giống tê tới từng tế bào luôn. Mình rất là sợ. Nó cứng đờ hết. Thôi Ngọc Diễm quyết định là không có theo đường diễn viên. Trở lại với những cảnh hoảng loạn của Vân Trang, có nhiều người nói Quốc Thái là nhìn Vân Trang diễn những cảnh hoảng loạn rất là sợ. Thật sự là mọi người chưa có thấy Vân Trang dữ bao giờ, nhưng mà cái cảnh mà Vân Trang nói chung là đường cùng rồi đó. Có nghĩa là mọi người nói là Vân Trang ơi sao mà em dữ dữ vậy Vân Trang. Thì em mới nói là thì đúng rồi, bây giờ mà con người ta dù hiền cách mấy mà đưa con người ta vô bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Và đặc biệt là sở thích của Vân Trang
là xem những bộ phim kinh dị nè, có máu mèn chút xíu đúng không? Dạ đúng rồi, thì tại vì em cũng vẫn thường nói là cuộc sống của mình ngày nào nó cũng êm đềm trôi qua hết, cho nên là phải có một cái điểm nhấn nào đó thú vị trong cuộc sống của mình. Ngoài những cái clip mà Vân Trang xem á, rồi những tính cách đặc biệt khác của Ý Linh nữa, thì Vân Trang đã tìm chất liệu ở ngoài cuộc sống ở như thế nào? Tìm ở đâu? Và đến khi nào Vân Trang mới cảm thấy mình rũ bỏ được tất cả mọi áp lực vai diễn mang lại cho mình? Khi mình là một người diễn viên và đóng về cuộc đời của một người nghệ sĩ, cho nên là Vân Trang phải thể hiện hết sức mình vào trong đó. Đương nhiên là khi mà xem lại phim thì cũng thấy là bóng dáng của mình đâu đó trong đó rất nhiều. Vân Trang cũng nghĩ nếu như mà Vân Trang bình thường như vậy mà bị đưa vào cái tình huống đó thì Vân Trang cũng sẽ chỉ làm như Ý Linh thôi. Cái đó là do mình một chút xíu tưởng tượng rồi một chút xíu mô phỏng ở mình để làm ra nhân vật Ý Linh. Như vậy có nghĩa là Vân Trang sẽ đưa mình vào trong kịch bản, đặt mình trong tình huống của nhân vật để từ đó tìm ra những cái góc độ, những cái cảm xúc, những cái cung bậc để có thể thể hiện được vai diễn đúng không? Vân Trang có muốn biết là khán giả khi mà xem vai diễn Ý Linh của Vân Trang trong Scandal Bí Mật Thảm Đỏ đã có nhận xét như thế nào không? Đương nhiên là muốn rồi. Trong suốt bộ phim em xem có một cái cảnh phim tạo cho em khá là ấn tượng, đó là cái cảnh mà khi chị Vân Trang đóng thử trong cái bộ phim Nữ Sát Thủ trong đó. Thì khi chị ấy mặc bộ đồ rất là đẹp đứng trên sân khấu mà đang hát thì bỗng dưng máu cam và chảy và bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi cái cảnh đó, thì cái nét diễn của lúc đó, cái sự hoảng hốt và cái sự bần thần của chị đó, em rất thích cái lúc phút diễn đó, làm cho em cũng khá là bất ngờ và cuốn hút theo cái nhân vật của bộ phim. Sau khi em coi phim Scandal của Vân Trang, em thấy là diễn xuất của Vân Trang rất là tốt và khá là em khá là bất ngờ, bởi vì trước đây em thấy Vân Trang toàn là những vị những vai rất là hiền, đầm thắm, vui tính như là trong gia đình mỹ thuật như nào. Nhưng mà sau khi xem Scandal, em thấy như là những cái đoạn phim mà kịch tính, Vân Trang đứng rất là hấp dẫn và gay cứng. Sau khi nghe ý kiến của các quý vị khán giả thì chắc hẳn là Vân Trang rất là vui phải không nào? Nói chung là hơn là vui nữa. Vân Trang nghĩ là dù ý kiến có khen có chê gì thì là một người diễn viên, Vân Trang sẽ tiếp nhận hết tất cả mọi thứ. Và chắc chắn là nếu có những cái vai diễn sau, Vân Trang sẽ cố gắng để phát triển mình hơn, hoặc là sửa chữa những sai lầm của mình khi mà khán giả nhận xét và cho ý kiến cho mình. Anh Victor Vũ á, về Việt Nam, đạo diễn này đã làm được 5 bộ phim. Mà đối với một diễn viên trẻ như Vân Trang hợp tác với anh đạo diễn Victor Vũ được 3 phim, điều này là quá may mắn đúng không nào? Tôi nghĩ là đáng lẽ ra là phải 4 phim đó, là tại vì cái phim Giao Lộ Định Mệnh của anh là Vân Trang được cast vào vai chính rồi, nhưng mà tại vì lúc đó là vướng bận phim Dù Gió Có Thổi cho nên là Trang không tham gia được. Nếu mà 4 phim chắc kỳ này câu hỏi còn gắt hơn câu hỏi này nữa. Nhưng mà Vân Trang có cảm thấy là mình may mắn không? Trang cảm thấy là mình rất may mắn khi mà được quen biết và được làm việc với anh Victor Vũ. Bởi vì thật sự nếu như không có Victor Vũ thì chắc chắn là sẽ không có một Vân Trang xuất hiện trên màn ảnh rộng, và với một cái vai diễn khá là khó để mình có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. 3/5 phim Ngọc Diễm nghĩ đó là một cái duyên đấy, một cái duyên rất là đẹp. Chính vì cái duyên này mà nhiều người đã đồn đoán rằng Vân Trang và Victor Vũ hiện là một cặp đẹp đôi của điện ảnh Việt. Thì nếu như cái điều đồn đoán này có thật thì đó là một cái điều rất là đáng mừng và đáng chia sẻ đúng không? Dạ, vậy thì mình cứ mừng với lời đồn đó đi. Trang sẽ không chia sẻ gì đâu, tại vì mọi người có quyền mà. Mọi người có quyền đồn và mình có quyền thừa nhận hoặc là rũ bỏ, hoặc là không thừa nhận, không rũ bỏ thôi. Khi mà xem phim thì những vụ gài bẫy và những vụ loại bỏ nhau trong showbiz khiến cho người xem cảm thấy rất là khủng khiếp. Và có một số người thì khi người ta xem phim xong bộ phim thì người ta mới kêu là sao mà showbiz phức tạp và không có tình người như vậy. Thì bản thân một diễn viên trẻ như Vân Trang thì đã có trải qua những cái tình huống như thế chưa? Khi mà viết kịch bản cho phim này thì tất cả mọi người trong ekip viết kịch bản đều lo lắm. Lo sợ là cái kịch bản này nó hơi bị mình, tại vì anh Victor có hư cấu trong này rất là nhiều. Cho nên là anh cứ sợ là giống như là mình nói xấu về showbiz quá trong khi là mình đang ở trong đó nữa. Làm như vậy thì chẳng khác nào khán giả lại xem thường cái showbiz của mình. Nhưng mà thật sự khi mà xem phim xong rồi, mọi người cũng sẽ thấy một cái vấn đề là anh đưa cái giá trị nhân văn vào trong đó rất là lớn, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ những cái scandal không thôi. Và nếu hỏi về showbiz đối với Vân Trang thì từ trước tới giờ Vân Trang vào showbiz thì Vân Trang thấy là nó toàn một màu hồng thôi. Cũng chưa có cái gì. Cũng có thể là tại vì mình
có đó, mình nghe, mình thấy trước mắt đó, nhưng mà nó không phải là của mình, cho nên là thì thôi cứ nghe cứ biết vậy thôi, chứ cũng không có quan tâm lắm. Ngọc Diễm nghĩ rằng chuyện đối mặt với công chúng, với dư luận là một vấn đề rất là nhỏ, bởi vì hơn ai hết mình hiểu mình là ai, và chỉ cần mình sống và làm việc tử tế thì không ai nói gì được mình. Tuy nhiên phải đối mặt với những chuyện xảy ra trong showbiz mà người ta nói cái môi trường này rất là phức tạp thì không phải là một chuyện dễ dàng. Thì em có tự tin rằng em sẽ đứng vững và vượt qua tất cả những chuyện này? Nói chung là mọi thứ nó cũng khá là dễ dàng, chứ không có gì là quá gay gắt. Tại vì bản chất của mình là mình lại không có thích cái gì đó nó quá xô bồ, nó quá bộn bề, cho nên là mình cứ sống rất là thản nhiên, rất là thoải mái, thì đương nhiên là tất cả những thứ thoải mái thản nhiên nó sẽ tới với mình. Vượt qua chính mình thì điều đó là tốt nhất, đúng không Vân Trang? Yeah. Và sau bao nhiêu năm tham gia showbiz rồi thì Vân Trang sợ điều gì nhất và sợ mình đánh mất điều gì nhất ở chính bản thân mình? Tất cả về gia đình, về tình yêu, bạn bè và công việc, bốn thứ đó luôn luôn lúc nào nó cũng phải ngang bằng nhau hết. Tuy nhiên thì được cái này thì sẽ mất cái kia mà, cho nên là cũng lo lắm. Cái mà em lo lớn nhất khi mà tham gia vào showbiz có nghĩa là mình không có thời gian để dành cho gia đình của mình. Hồi đó thì gia đình, người thân ở dưới quê, ba mẹ cùng ở dưới quê hết. Chỉ có một mình em ở lên trên này sống cũng gần được 10 năm rồi. Thì ba mẹ nhớ mình quá, cho nên là bây giờ cũng khăn gói lên trên này ở cùng với mình luôn. Thì bây giờ gia đình cũng đã gần gũi nhau rồi. Thì Vân Trang cũng muốn là mình giảm bớt công việc một tí, để luôn luôn lúc nào cũng có chỗ đi chỗ về với lại gia đình của mình. Vai diễn Ý Linh trong phim thì người ta cũng đã rõ, đã hiểu về cô ấy rồi. Còn Vân Trang ở cuộc sống thường ngày, trong công việc thì như thế nào? Có bao giờ bạn phải cạnh tranh quyết liệt với ai để giành một vai diễn hay là một cái công việc tốt dành cho mình chưa? Chắc là chưa. Tại vì khi mà em bước chân vào showbiz rồi thì cảm thấy giống như lúc nãy em nói, là một chuỗi những may mắn tới với mình thôi. Và mình lo chu toàn cho nó, cố gắng để làm tốt cái vai diễn của mình, còn không đủ thời gian, huống chi là còn dành thời gian để đi ganh tị, ganh đua với người này người kia nữa. Quan trọng hơn hết là mình phải ganh đua chính bản thân mình, để mình luôn luôn lúc nào cũng cố gắng mình có một cái nét diễn xuất, hoặc là mình có một cái năng lực nào đó được người khác khẳng định. Vân Trang có ước mơ trong tương lai mình sẽ nhận cái vai diễn nào đó mà Vân Trang có thể mô phỏng hình dung gì đó về cái vai diễn đó cho Quốc Thái nghe được không? Bây giờ khùng thì mình cũng đã khùng rồi. Hoảng loạn có rồi, tâm thần cũng có rồi. Có rồi, buồn ngãi cũng có rồi. Nhưng mà một cái phim nào đó mà cần mình hành động á, em nghĩ là đánh đấm, bắn giết gì đó, sao mà cho nó thấy là mình đàn ông một tí xíu, thì chắc là Vân Trang giả trai cũng được. Biết đâu bây giờ không? Nói chuyện với anh Thái mới nảy sinh ra một cái ý định là mình thích một cái vai nào đó giả trai. Sau khi mà phim Scandal được chiếu xong thì cứ nghĩ rằng là Vân Trang sẽ có thời gian dành cho gia đình, cho bản thân và nghỉ xả hơi. Nhưng mà gọi điện thoại lần nào thì cũng thấy Vân Trang báo rằng em đang ở trường quay chị ơi. Vừa mới xong Scandal thì Vân Trang cũng dự định là mình sẽ cho mình một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch này kia với gia đình. Nhưng mà nghe các bạn nói là bây giờ đi phim ở chỗ đó vui lắm, cho nên là mình ở nhà mới vừa có nghỉ được khoảng 2 tuần thôi là cảm thấy bồn chồn rồi, cảm thấy là cứ muốn phải đi ra khỏi nhà và muốn lăn lộn trên đoàn phim. Thì vừa rồi Vân Trang cũng mới vừa hoàn thành xong phim Bờ Bến Lạ 30 tập của chú đạo diễn Đinh Đức Liêm. Cho Vân Trang những điều ước mà chỉ được chọn một thôi nha. Dạ, có vậy em thường ước nhiều lắm. Rồi, có một vai diễn để đời để mà cống hiến cho điện ảnh nước nhà. Có một nhan sắc qua thời gian không hề phai tàn và có một gia đình hạnh phúc. Vân Trang ngay lúc này ước muốn điều gì nè? Một vai diễn để đời. Vân Trang bây giờ chỉ mới 23 tuổi thôi. Mình còn cũng khoảng mười mấy năm nữa để làm nghề, thì từ từ có vai diễn để đời cũng được. Còn nếu mà sắc đẹp mà đẹp hoài không phai tàn theo thời gian thì chắc tới lúc đó chán lắm. Thôi không chọn cái đó, chọn hạnh phúc gia đình. Cái đó chắc là cái mà Vân Trang đang thiếu, cho nên là Vân Trang sẽ chọn nó. Một lần nữa cảm ơn Vân Trang đã đến đây tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay với Quốc Thái, Ngọc Diễm cũng như quý vị khán giả của chương trình Thành Phố Hôm Nay. Và trước khi chia tay với cô gái xinh đẹp này thì mời quý vị khán giả cùng xem lại cô Ý Linh trong Bí Mật Thẩm Đỏ để xem là Vân Trang đã phải nỗ lực như thế nào để có những thành công như ngày hôm nay. Tôi không biết giải thích với cô ra sao. Cây này nhìn giống như những vết cào.
Chúc mừng mày. Nổi tiếng kiểu đó thì không bền. Nói vậy là chị không tin em. Nhưng chuyện bây giờ là thật. Cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trả thù. Bùa ngải là ma quỷ. Em sẽ dập cho nó chết. Quả thật là Vân Trang đã rất là nỗ lực trong công việc mình làm để thể hiện hình ảnh một người diễn viên rất là hết lòng vì nghề nghiệp. Và một lần nữa xin được cảm ơn Vân Trang và chúc cho bạn luôn thành công trên con đường mà mình lựa chọn. Vân Trang cũng xin gửi lời cảm ơn anh Thái cũng như là chị Diễm đã tâm sự cùng với Vân Trang ngày hôm nay. Và Vân Trang cũng hy vọng là quý vị khán giả sẽ đến rạp và xem bộ phim Scandal, bộ phim điện ảnh mới nhất của Vân Trang để ủng hộ cho Vân Trang cũng như là ủng hộ cho bộ phim.